Mưa lớn dồn dập, thành phố Hà Giang chìm trong biển nước. Trận mưa kéo dài từ đêm ngày 20 tháng 7 đến sáng ngày 21 tháng 7 vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, gây ngập úng tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các đơn vị, công an các huyện, thành phố chủ động ứng phó với các tình huống của mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất gây ra, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, xử lý các tình huống do thiên tai gây ra. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các hộ dân đang sinh sống khu vực ven sông, ven suối, vũng trũng, thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng triển khai các phương án sơ tán dân đến nơi an toàn. Hiện tại, các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh sát cơ động công an tỉnh đang phối hợp với các đơn vị sở tại triển khai các phương tiện, thiết bị di chuyển nhân dân qua những vùng ngập lụt tại địa bàn thành phố. Tổ chức giúp dân sơ tán tài sản bị ngập lụt, đảm bảo thông suốt các tuyến đường bị ngập.